Tôi nói Xavi hãy thả quả bóng ở đó, hoặc tôi ghi bàn, hoặc người Đức sẽ ghi bàn. Chúng ta hãy bắt đầu The Locker Room tuần này, ở nơi chúng ta nên bắt đầu. Từ chấm phạt góc, quả bóng được Xavi treo vào. Thoát cái, nó đã làm tung mảnh lưới của Neuer trước sự ngỡ ngàng của chuyên gia không chiến Klose, của gã hộ pháp Mertesacker và cả Pique. Tây Ban Nha đã có bàn thắng vươn lên dẫn điểm tại trận bán kết World Cup 2010, nhưng một giây trước khi chạy đi ăn mừng cùng các đồng đội, Pique khựng lại, thay vì ngóng xem quả bóng có vào lưới hay chưa, trung vệ này nhìn chằm chằm vào người vừa mới lao lên phía trước anh, với ánh mắt như kiểu gượm đã, điều này không nằm trong kế hoạch. Đúng vậy, đây không phải là một pha bóng ngẫu nhiên. Người có thể làm bàn trong những quả phạt góc của đội bóng áo đỏ đã được tính sẵn. Nhân vật đó không phải là Puyol như dòng chữ đang hiện lên trên bảng điện tử, cũng không phải Pique dù anh đã ở rất gần việc này. Người được định sẵn là cái tên mà thay vì đã được hoạch định, anh đã được tạo hóa đặt vào một khoảnh khắc xuất thần, một trận đấu then chốt khác tại cấp độ câu lạc bộ, diễn ra sau đó 4 năm. Còn trong thời khắc lịch sử ghi cái tên Carles Puyol thì Sergio Ramos đã thành công mỹ mãn trong việc ghim Klose và Mertesacker. Nhìn xem những ai đang đứng thất thần cạnh số 15 trong pha bóng đó là rõ. Một ngày trước cuộc đụng độ của người Đức ở trận tranh ngôi vương, các thủ Tây Ban Nha đã có một buổi phân tích đối thủ. Puyol kể lại rằng anh đã quan sát cách đội bóng của Lord phòng ngự và anh biết làm thế nào để đối phó. Bởi Barca của Pep khi đó cũng đã thực hành điều này, như trong trận đấu với Athletic Bilbao. Chỉ tiếc rằng nó không như ý muốn vì pha kết thúc của Puyol đi trúng xà ngang. Nhưng trung vệ này hiểu rằng tính sát thương của bài đánh ấy sẽ được nhân đôi nếu có hai người cùng lúc xuất hiện và sẵn sàng đón bóng như đặt mà Xavi vẫn hay thực hiện. Trong trận El Clasico năm đó, một pha bóng tương tự đã được Barca thực hiện khi mà Pique đã vào vai tường chắn dọn đường cho Puyol bằng bàn dứt điểm. Quay trở lại với đêm mùng 7 tháng 7 năm 2010, khi hiệp 1 của trận bán kết ở Nam Phi khép lại, Puyol đã tìm đến Xavi để làm rõ vấn đề gì khiến trong 45 phút đầu tiên, hầu hết tất cả các cú sút của La Roja đều đi vào góc gần, trong khi dự định ban đầu là họ sẽ chỉ dứt điểm vào góc cao. Nói là hầu hết, bởi một trong những cơ hội ở hiệp 1 của Bottot là một pha không chiến của Puyol ở phút thứ 13, nhưng anh đã đưa bóng đi quá cao so với khung thành của người Đức. Trước sự căng thẳng của người đồng đội, Xavi đã trấn an rằng, đừng lo lắng, đó là điều tôi muốn ở hiệp 1. Puyol nhanh chóng đáp lại, tôi sẽ tham gia vào cuộc đi săn này, hãy thả quả bóng ở đó, hoặc tôi ghi bàn, hoặc một người Đức sẽ ghi bàn. Sự giận dữ của Puyol đã làm cho kế hoạch thay đổi, dù nó có thể khiến đội bóng trả giá với tình cảnh vườn không nhà trống ở phần sân nhà. Các võ sĩ đấu bỏ đã tập luyện cho một vở kịch mà Ramos mới là kép chính. Puyol đã nói với các đồng đội, hãy đeo mặt nạ vào để giúp Sergio làm điều đặc biệt. Trong khi đó, anh và Pique sẽ là những người dựng nên bức tường chắn nhằm dọn đường cho số 15. Nhưng rồi giữa giờ nghỉ, thủ quân của Barca tuyên bố, tôi sẽ lao vào và các bạn hãy xem chuyện này xảy ra như thế nào. Đúng vậy, Puyol thừa nhận anh đã tức giận, anh cũng thừa biết khả năng đánh đầu của Ramos là lợi hại như thế nào. Bởi khi cả hai đụng độ ở cấp độ câu lạc bộ, trong những nhiệm vụ của Puyol là ngăn chặn điều đó. Nhưng trong pha bóng này, anh và Ramos đã đổi chỗ cho nhau và điều quan trọng là họ tin rằng đó là công thức chiến thắng. Và chuyện kết thúc như thế nào thì ai cũng rõ. Pha lao vào của Puyol như thể hiện thân cho hình ảnh chú bò tót hùng dũng, hất văng cỗ xe tăng bản hiện đại rồi hiên ngang bước lên đỉnh thế giới. Cơn nóng giận của anh hóa ra lại chuyển hóa thành thứ năng lượng hữu hiệu. Neuer như chẳng thể chấp nhận nổi sự thật đó, anh quẳng quả bóng thật mạnh lên phía trên. Trong thời khắc mà Puyol bị các đồng đội khác níu kéo lại với nỗ lực chạy đến chia vui cùng Xavi ở góc sân, đạo diễn truyền hình đã ngay lập tức hướng máy quay về phía Bastian Schweinsteiger, người mà trước thêm trận đấu đã rất được kỳ vọng sẽ kiểm tỏa Xavi. Nhưng trong một kịch bản cố định này mà đến cả Pique cũng giật mình, thì tiền vệ người Đức chỉ biết ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Hành động đó âu cũng là điều dễ hiểu. Puyol đã tự hào mà nói rằng anh đã ghi bàn duy nhất trong một màn trình diễn ấn tượng nhất của La Roja trên chuyến hành trình đăng quang ở Nam Phi. Trung vệ này cũng tin tưởng ngay cả khi anh thất bại trong pha bóng đó, nhưng bằng thế trận trội hơn, Tây Ban Nha vẫn sẽ đánh bại được một đội tuyển Đức tuyệt vời kia. Ưu thế đó được tạo ra bởi vì đội tuyển xứ đấu bỏ là những người nắm giữ nhịp độ của trận chiến. Bí quyết là gì ư? Hãy nhìn vào Xavi Hernandez với những cú chạm quả bóng hóa vàng. Điệu flamenco của người Tây Ban Nha bỗng chốc hòa hợp vào tiếng kèn vuvuzela đang inh ỏi trên các khán đài. Ở giữa cánh trái cánh phải, Xavi đúng chất người nhạc trưởng kinh điển.
giữ quả bóng, giật lại một nhịp vừa đủ để loại bỏ đối thủ, vừa kịp để đồng đội băng lên mà bật nhả. Xẻ nó xuống biên trái cho Iniesta băng lên, bên phải cho Villa đón lấy. Lúc thì chạm nhẹ tinh tế để mớm bóng cho Alonso băng lên, tung những quả dứt điểm ở cự ly trung bình. Lúc lại bật nhả với Pedro rồi bất ngờ xâm nhập vòng cấm với vị trí thoáng đạt. Chỉ tiếc rằng tiền đạo này lại chọn cách dứt điểm thay vì phối hợp tiếp. Đêm bán kết ở Dubon với Xavi như thể là một buổi trình diễn nghệ thuật. Anh đón quả quăng bóng của Casillas bằng cú đánh tao lông điệu nghệ để những võ sĩ đấu bỏ cùng lao lên phản công. Nhưng trước sự đeo bám của Toni Kroos, anh vẫn thản nhiên giật gót trên không trung mà trả về cho Busquets nhằm kìm lại nhịp độ khi đang dẫn trước. Thậm chí càng về cuối trận, nếu tận dụng tốt hơn những pha dót bồng bóng thoáng đãng ra cả hai cánh của Xavi, chiến thắng có lẽ đã nằm gọn trong túi của thầy trò Del Bosque còn sớm hơn. Cả Xavi và Puyol là hiện thân cho mẫu người tài năng, thành công như khiêm tốn. Tinh thần đó là sức mạnh đáng sợ nhất của họ. Người Đức thừa biết những phẩm chất ấy của bộ đôi này. Trận chung kết Euro cách đó 2 năm là kinh nghiệm quý giá cho cả hai đội có thể đấu kết. Người Đức hiểu những cú chạm của Xavi khiến các quả bóng ngày một hóa vàng càng nhiều, nhưng chẳng thể nào ngăn cái chân phải của anh ngừng kiến tạo trong những dịp đụng độ quan trọng. Chung kết Euro 2008, chúng ta đã nói nhiều về chàng trai tóc vàng Fernando Torres với những bước chạy xé gió. Nhưng nếu không có quả thả bóng điệu nghệ của số 8, thì số 9 đã chẳng thể phát huy được món vũ khí lợi hại của anh, mà khiến Lam có một bài học để đời, mà khiến bức màn sắt mang tên Lehmann bị kéo xuống và Balak mãi mãi gán mắc kể về nhì vĩ đại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm đó không xứng tên Asavin, Podolski hay là Balak, mà Xavi mới là nhân vật được tôn vinh ở hạng mục này. Trong danh sách 23 gương mặt nổi bật nhất của giải đấu, nhà vô địch áp đảo với 9 cái tên hiện diện. Nhưng Xavi vẫn được công nhận là người thể hiện xuất chúng nhất. Chính giám đốc kỹ thuật của UEFA là ông Andy Rosbrook đã nhận xét như thế này: "Chúng tôi chọn anh ấy là vì Xavi với tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội bóng, từ việc kiểm soát, truyền và xử lý sắc sảo. Cậu ấy chính là hình ảnh thu nhỏ, chiếc chìa khóa mở cửa vinh quang của Tây Ban Nha ở Euro 2008. Thậm chí ở trận chung kết, nếu không có những đầu ngón tay của cựu thủ môn Arsenal, thì Enino đã có thể đáp lễ người đồng đội sau khi thực hiện pha nhả về để Xavi tung cú sút vào góc xa hiểm hóc. Closer cũng hiểu Puyol giỏi đọc tình huống và phản ứng tốt như thế nào. Những cái cách mà trung vệ này gây áp lực để khiến chân sút của tuyển Đức bỏ lỡ cơ hội dứt điểm trong tư thế đối mặt. Dù trước đó tiền đạo số 11 đã rất nhanh để đoạt lấy bóng sau đường chuyền không tốt của đối phương. Ấy vậy mà ở màn tái đấu sau đó, khả năng xoay sở cực tốt của người đàn ông thích Santo này vẫn không thắng được tài bọc lót tinh nhạy của Puyol. Và sau khi góp công giúp Tây Ban Nha có lần đầu tiên chinh phục thành công châu Âu kể từ năm 1964, Puyol đã nghĩ rằng thời gian chinh chiến ở cấp độ quốc tế trong màu áo đội tuyển đã khép lại với anh. Nhưng huấn luyện viên Del Bosque thì không cho là như vậy. Cậu không thể chia tay như vậy, cột mốc 100 trận cho tuyển Tây Ban Nha vẫn chờ cậu chinh phục. Đó là trong những khoảnh khắc khiến sự hưng phấn, niềm khao khát được sống dậy trong người đàn ông này. Anh sực nhớ ra về con số 99, dù đẹp nhưng không đủ trọn vẹn, và thế là Puyol đã quyết định ở lại. Và sau đó trung vệ này đã phải vật lộn với những chấn thương, nhưng phần thưởng xứng đáng thì không quên người chiến binh tận tụy này. Anh không những đạt cột mốc thứ 100 mà còn cùng người La Roja có được lần đầu tiên có cảm giác được sống trên đỉnh thế giới. Ngày 15 tháng 11 năm 2000, Puyol và Xavi có trận ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là một trận giao hữu với đội tuyển Hà Lan. Để rồi gần 10 năm sau, trước chính đối thủ này, hai con người khiêm nhường này đã có thể nở nụ cười trọn vẹn của những nhà vô địch thế giới khi họ sắm vai các nhân tố chủ chốt trong chuyến hành trình khuất phục từng đối thủ một. Mà người Đức có lẽ thấm thía hơn cả, tinh thần Đức từng khiến bao đối thủ phải kiêng nể bằng những màn ngược sóng để đời. Họ cũng khiến rất nhiều đội bóng bất lực bằng những chiến thắng tối thiểu, nhưng lại bị chính Tây Ban Nha đánh bại với đúng phong cách đó, không chỉ là một lần. Nổi bật ở đó chính là sự đĩnh đạc của bộ não Xavi và chiến binh với mái đầu bạch tuộc Carles Puyol. Cứ thế bỏ tót đã lầm lì, húc vang cỗ xe tăng trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.